Có một vị anh hùng cảm tử khi tuổi mới 13. Có người anh hùng tuổi nhỏ mà tinh thần cứng hơn gang thép, xung phong một mình đi đánh kho đạn lớn của địch. Cũng chính người anh hùng ấy quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tắm mình vào thùng xăng và lao thẳng vào kho đạn của địch. Sự hy sinh anh dũng của anh khiến Bác Hồ phải thốt lên rằng cái cử chỉ phi thường của một chiến sĩ tự tẩm dầu xăng vào mình để vào đốt một kho dầu của bên địch, tỏ ra rằng một dân tộc đã có tinh thần cao đến bậc ấy thì không sức mạnh nào có thể đè bẹp được. Ngọn lửa ấy làm sáng bừng Thị Nghè suốt 2 ngày 2 đêm, giáng một đòn mạnh mẽ vào tinh thần và sự thiệt hại lớn của quân địch. Trước sự ra đi oanh liệt và bất khuất của anh, nhà thơ Tố Hữu đã xúc động mà viết nên 2 câu thơ: Dân ta gan dạ anh hùng, trẻ làm đuốc sống, già sông lửa đồn. Người anh hùng nhỏ tuổi nhưng chí lớn đó là ai? Vì sao anh lại sẵn sàng lấy thân mình làm mồi lửa, lao thẳng vào kho đạn của địch? Thì ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy ngồi ở đây để niên sử hào hùng kể lại huyền thoại về vị anh hùng dân tộc này nhé. Anh hùng Lê Văn Tám, huyền thoại về ngọn lửa thiêng của dân tộc. Nhắc đến anh hùng Lê Văn Tám thì chắc hẳn đây là cái tên bí ẩn và được đặt nhiều câu hỏi nhất, đó là anh là ai, làm gì và ở đâu. Sở dĩ người ta đặt câu hỏi này là vì trước khi sự kiện anh trở thành cây đúc sống phi thẳng vào kho đạn của địch thì không một ai biết đến anh. Và cũng giống như các bạn, niên sử hào hùng đã phải lục tung hết sử sách cổ và tìm ra được tung tích của anh như sau. Ghi chép để lại thì cho rằng Lê Văn Tám là một cậu bé làm nghề bán đậu Phộng Giang, tuy nhỏ tuổi nhưng đã tham gia lực lượng kháng chiến chống Pháp. Lê Văn Tám là con của một gia đình nghèo ở xóm Bản Cờ, nay thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cha anh đã từng hoạt động cách mạng thời Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Ngày thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, tháng 9 năm 1945, gia đình anh ra vùng kháng chiến. Sau vì hoàn cảnh riêng, gia đình anh lại phải trở về vùng địch tạm chiến. Cảnh nhà túng thiếu, ngày ngày anh phải đi bán lạc giang. Anh thường lân la đến trạm gác một cây xăng đạn lớn ở giữa thành phố. Tám rất thông minh, lanh lợi nên chẳng bao lâu đã trở nên thân quen với bọn lính gác. Hình ảnh những hòm đạn, những thùng xăng nằm trong kho gợi cho anh trí nhớ đến bao cảnh giết chóc dã man ở ngoài vùng tự do. Mối căm thù giặc sẵn có trong lòng anh ngày càng cứ sục sôi thêm lên. Anh muốn làm thêm một việc gì đó để có thể cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp chung của đất nước. Trong đầu anh nảy lên những suy nghĩ táo bạo mà mãnh liệt và muốn đóng góp một phần sức nho nhỏ của mình cho cách mạng và dân tộc. Vậy nên Lê Văn Tám đã nảy ra ý định tiêu diệt kho đạn của kẻ thù. Nhưng vấn đề là ở đây là Tám mới chỉ 13 tuổi. Làm cách nào mà anh có thể đánh lừa bọn giặc mà xông vào kho đạn? Khi mà kho đạn được bố trí hệ thống phòng thủ rất nghiêm ngặt, xung quanh kho có hào sâu, tường cao 2 mét, trăng kẽm gai và hệ thống tháp canh, có đèn quét ban đêm, một đại đội Âu Phi thường xuyên tuần tra canh gác. Và giả sử nếu có thể xông vào được kho đạn thì làm thế nào để có thể tiêu hủy kho đạn vũ khí một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, và quan trọng hơn là phải an toàn trở về? Anh bèn nghĩ tới việc sử dụng chai xăng và bao diêm giấu sẵn trong người mỗi khi vào bán lạc giang cho bọn lính canh. Và bất kỳ khi nào có cơ hội, anh sẽ rút bao diêm và chai xăng đốt và quăng vào kho đạn, rồi thừa cơ địch hoảng loạn mà tẩu thoát. Nghĩ như vậy, vào ngày 17 tháng 10 năm 1945, như thường lệ, anh vẫn đi bán lạc giang xung quanh kho đạn của địch cho đội lính canh. Và cứ thế, anh nhẹ nhàng lọt vào bên trong kho đạn mà quân địch không đề phòng và cảnh giác. Lúc này, anh Tám ẩn nấp bên trong với chai xăng và bao diêm. Thấy địch sơ hở và có thời cơ, anh liền tưới xăng vào khu chứa đạn và châm lửa. Lửa cháy loang, một tiếng nổ long trời kéo theo hàng loạt tiếng nổ liên tiếp làm rung chuyển cả thành phố. Anh Tám ở gần kho xăng nên bị dính xăng bắt lửa. Lúc này anh nghĩ mình không thể thoát được vì người đang bị cháy xăng rất mạnh. Nếu chạy ra sẽ bị quân địch bắt được. Vậy nên anh nghĩ đằng nào cũng chết nên biến mình thành một cây đuốc sống, lao thẳng vào kho đạn và anh dũng hy sinh. Kho đạn bị phá hủy hoàn toàn. Đài phát thanh phía bên kia đường bị sập một phần lớn. Đại đội Âu Phi bảo vệ bị tiêu diệt toàn bộ. Sự hy sinh anh dũng của anh khiến Bác Hồ phải thốt lên rằng cái cử chỉ phi thường của một chiến sĩ tự tẩm dầu xăng vào mình để vào đốt một kho dầu của bên địch, tỏ ra rằng một dân tộc đã có tinh thần cao đến bậc ấy
thì không sức mạnh nào có thể đè bẹp được. Sự hy sinh anh dũng của anh hùng đúc sống trở thành một hình tượng tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, chiến đấu quên mình của thiếu niên nhi đồng trong những ngày đầu chống Pháp. Báo Quyết chiến số ngày thứ 6, ngày 19 tháng 10 năm 1945 có đưa tin: một gương hy sinh vô cùng dũng cảm, một chiến sĩ ta tẩm xăng dầu vào mình, tự làm mồi lửa, đã đốt được kho dầu Simon Petrie, lửa cháy luôn 2 ngày, 2 đêm. Đài Sài Gòn trong buổi truyền thanh tối ngày 17 tháng 10 công nhận rằng kho dầu này đã hoàn toàn bị thiêu ra tro, sự thiệt hại đến mấy chục triệu đồng. Báo La République số 5 ngày 4 tháng 11 năm 1945 có bài đúc sống. Bài báo có đoạn viết: ngày 16 tháng 10, một người lính đã biến thân mình thành đúc sống bằng cách thiêu thân mình sau khi tẩm xăng để đốt cháy nhà kho dầu Simon Petrie ở Sài Gòn. Đám cháy đã kéo dài 2 ngày 2 đêm. Vị anh hùng vô danh, người đã đốt sáng ngọn đuốc chủng tộc, đã chiếu sáng tất cả chúng tôi trên con đường bổn phận. Cho tới hiện tại, trong cuốn sách Making to Vietnam's War and Young Identity năm 1965-1975, hình ảnh anh Lê Văn Tám, tuổi nhỏ anh hùng, được trình bày ở trang 205, vinh danh người anh hùng kiên trung bất khuất này. Lịch sử có giá trị vĩnh cửu với muôn đời sau, và anh hùng Lê Văn Tám cùng hàng triệu anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tổ quốc sẽ luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 1945, nổi bật sự kiện đúc sống Lê Văn Tám, đốt kho xăng tại khu vực Thị Nghè, Sài Gòn. Thêm một chiến công oanh liệt nhất, bởi sau 23 ngày Pháp tấn công Sài Gòn, chính sự kiện này đã dập tắt hy vọng của tướng Local là bình định Nam Bộ trong vòng một tuần lễ. Do đó, đúc sống Lê Văn Tám sống mãi cùng dân tộc Việt Nam là biểu tượng yêu nước mà Bác Hồ biểu dương. Một dân tộc có tinh thần cao đến bậc ấy thì không có một sức mạnh nào có thể đè bẹp. Bác Hồ đã viết trên báo Cứu Quốc, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, ngày 23 tháng 10 năm 1945, và biểu tượng đúc sống Lê Văn Tám ngày ấy đã cùng góp lên một viên gạch cho bức thành đồng Tổ quốc mà Bác Hồ khen tặng cho Sài Gòn và Nam Bộ. Thực tế, suốt mấy mươi năm chiến đấu kiên cường, giải phóng non sông, đồng bào và chiến sĩ ta đã nêu những tấm gương hy sinh chịu đựng để giữ lòng sắt son, kiên trung với nước. Không bút mực nào tả hết những tấm gương anh hùng dũng cảm, không tiếc thân mình cho thắng lợi cuối cùng, cũng không sao kể hết ra. Mong rằng mỗi chúng ta khi xem lại những thước phim này sẽ biết trân quý sự hòa bình của dân tộc đã phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu xương máu của cha ông. Chính vì vậy, hãy cùng nhau làm một việc gì đó tốt, dù nhỏ cũng được, nhưng để bảo vệ cũng như xây dựng quê hương đất nước càng giàu mạnh hơn.